Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con Phật tử Mai Đức Chính Pháp Danh Giác Đạo, con tụng trì kinh tại nhà và xin phát nguyện cúng dường lên chư vị Bồ Tát, chư Phật khắp cả mười phương cùng các vị chư thiên, chư thánh, chư thần trong Tam Giáo Hội Đồng Thánh Thần Tiên Phật, Tứ Đại Thiên Vương, Long Thần Hộ Pháp, Thiên Long Bát Bộ, Từ Bi Gia Hộ chứng giám cho tấm lòng thành của gia đình chúng con xin phụng cúng, và con xin tụng trì kinh Phước Đức. Kinh Phước Đức. Đây là những điều tôi được nghe hồi Đức Thế Tôn còn cư trú gần thành xa về. Tại tu viện cấp cô độc trong vườn kỳ đàn, hôm đó trời đã vào khuya, có một thiên giả hiện xuống thăm người. Hào quang và vẻ đẹp của thiên giả làm sáng cả vườn cây. Sau khi đảnh lễ Đức Thế Tôn, vị thiên giả xin tham vấn người bằng một bài kệ. Thiên và nhân thao thức muốn biết về Phước Đức để sống đời an lành, xin Thế Tôn chỉ dạy. Và sau đây là lời Đức Thế Tôn: lánh xa kẻ xấu ác, được thân cận người hiền, tôn kính bậc đáng kính là phước đức lớn nhất. Sống trong môi trường tốt, được tạo tác nhân lành, được đi trên đường chánh là phước đức lớn nhất. Có học có nghề hay, biết hành trì giới luật, biết nói lời ái ngữ là phước đức lớn nhất. Được cung phụng mẹ cha, yêu thương gia đình mình, được hành nghề thích hợp là phước đức lớn nhất. Sống ngay thẳng bố thí, giúp quyến thuộc thân bằng, hành xử không tì vết là phước đức lớn nhất. Tránh không làm điều ác, không say sưa nghiện ngập, tinh cần làm việc lành là phước đức lớn nhất. Biết khiêm cung lễ độ, trì túc và biết ơn, không bỏ việc học đạo là phước đức lớn nhất. Biết kiên trì phụng thiện, thân cận giới xuất gia, dự pháp đàm học hỏi là phước đức lớn nhất. Sống tinh cần tỉnh thức, học chân lý nhiệm màu, thực chứng được niết bàn là phước đức lớn nhất. Chung đụng trong nhân gian, tâm không hề lay chuyển, phiền não hết an nhiên là phước đức lớn nhất. Ai sống được như thế, đi đâu cũng an toàn, tới đâu cũng vững mạnh, phước đức của tự thân. Nam mô công đức lâm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hồi hướng.
tụng trì kinh thâm diệu tạo công đức vô biên, đệ tử xin hồi hướng cho chúng sanh mọi miền. Pháp môn xin nguyện học, ân nghĩa xin nguyện đền, phiền não xin nguyện đoạn, quả Phật xin chứng nên. Nguyện sinh về tịnh độ, sen nở thấy vô sinh, chư Phật và Bồ Tát là những bạn đồng hành. Nguyện dứt hết phiền não, cho trí huệ phát sinh, cho tội chướng tiêu tan, quả giác ngộ viên thành. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đều trọn thành Phật đạo. Tam quy y, tự nương về Phật, nguyện cho chúng sanh thể theo đạo cả, phát lòng vô thượng. Tự nương về Pháp, nguyện cho chúng sanh hiểu thấu kinh tạng, trí huệ như biển. Tự nương về Tăng, nguyện cho chúng sanh thống lý đại chúng, tất cả không ngại. Gia đình chúng con xin dâng lên cúng dường tạ ơn trời Phật, tạ ơn ngôi Tam Bảo. Nam mô Hoa Tạng giáo chủ Tỳ Lô Giá Na Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Nam mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Nam mô Di Lặc Tôn Vương Phật. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam mô Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát. Nam mô Phật Mẫu Chuẩn Đề. Nam mô Phật Tổ Mẫu Quán Thế Âm, nghìn tay nghìn mắt. Nam mô Phật Mẫu Khổng Tước Minh Vương. Nam mô Hải Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Liên Trì Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Bất Động Minh Vương Bồ Tát. Nam mô Hữu Công Tạng Bồ Tát.